Mua miền Tây xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, sáng nay mua đi ăn đấm Hội Nôi nha cả nhà. Chào cả nhà nha. Giờ mình đang nhồi cá nha, đang chuẩn bị mừng Hội Nôi của con trai yêu dấu nha. Bữa nay đám con trai yêu dấu à. Đó. Cá chả này cá chả gì anh? Cá chả cá dảnh. Dạ. Cá dảnh khoác lát nhồi chung ha. Ôi, có tơ có tiêu với hành vô thơm quá à. Này dai lắm nè. Đây cô ba đang làm. Wow. Ủa cô ba bữa nay cô ba làm mấy món cô ba? Cô ba làm 4 món, 5 món lận con. Dạ. Bò kho, sao? Bò kho. Wow. Này là mình chuẩn bị hồi sáng sớm luôn hả cô ba? Ừ, chuẩn bị sáng vậy con. Ủa cái nồi này là gì vậy cô ba? Sôi. Cô ba cũng nấu nhà cô luôn ba, hả? Sôi cô ba nấu nhà nè. Wow. Cô ba quá tuyệt vời. Là chuẩn bị cô ba chuẩn bị nhà hết. Đây chị Diễm của mình đang lặt rau hả chị? Lặt bông bí, làm lẩu. Ồ bông bí đọt non non không ha chị? Này gà rau. Này để làm món gì chị? Nhúng lẩu hả? Hành thì phi để lên bánh hỏi. Bánh đúc. Ồ nguyên cái gỗ tôm nè cả nhà ơi. Tôm làm lẩu đó. Quá trừng rồi. Luộc tôm rồi. Cái màu tôm quá đẹp luôn. Giờ sáng sớm mình chuẩn bị làm là nguyên liệu á, chút nữa mình nấu từ dài tới trưa là đãi luôn cả nhà ơi. Đây chị Tư em đang chiên bánh bao. Bánh bao này là mua ở siêu thị á cả nhà. Rồi mình về mình chiên lại chai mặn đều dùng được. Ồ, rất là ngon luôn cả nhà ơi. Cái này chắc ăn với heo quay của chị ha. Đây là xôi sầu riêng cả nhà ơi. Giờ mình sẽ trộn đường với lại nước cốt lên cho nó đều á, với sầu riêng. Mình bắt ra chén á để mình cúng luôn nha cả nhà. Ồ thơm phức luôn á. Nóng hổi nè. Mới ra lò. Giờ đang sắp bánh bao. Với lại đơm cá chả mực. Rồi để qua anh đây cho nó đẹp nè. Thành nửa con. Nửa con để heo quay phía bên đây không? Quá đẹp luôn. Thầy mọi người ơi, anh ông anh nè, giỏi quá rồi, anh đem một cái dĩa tôm. Anh Đẻo chào cả nhà anh Đẻo. Chào cả nhà. Anh này muốn đem kêu nó anh đem nhiều nhiều chút xíu mà anh đem nó đặng anh bỏ bọc đem về cho con người yêu ảnh thôi. Bạn của anh Út nha cả nhà. Kêu lên 10 miếng 15 miếng đi đem cho về cho rể vậy. Ảnh giỏi lắm, vừa đi làm rồi tí ảnh lại tiếp đám nữa nè cả nhà ơi. Đây bà chị đang đơm dĩa bánh đúc tôm. Bàn tiệc để mình chuẩn bị dọn ra ăn nha cả nhà. Đây chuẩn bị dọn ra ăn nè. Giữ dằn cho. Mướn nè, đang mướn vàng chống nhạt á. Giữ dằn. Đây. Đầu vô ra. Cá viên chiên. Bánh mì rồi. Nè mời cả nhà ăn đi. Mời cả nhà ăn nè Bin. Rồi ăn ha. Đây là bàn của mấy đứa nhỏ cả nhà ơi. Ủa không có mấy cái muỗng rồi. Chưa bởi vì mấy cái muỗng vậy. Ăn gà cũng muỗng đó ha. Bóc con. Trời ơi ăn cái đó đi anh cho. Bóc tay. Bóc tay không? Hai bay mà. Trời ơi có một bàn nữa hả? Dạ chứ là. Ủa vậy mới ăn cái nhậu. Trời ơi qua cái bàn kia đậu.
Đây có nguyên quầy nước ngọt. Quá à, cái bàn này nó sơm quá sơm rồi. Nó giờ này bàn nhỏ cũng phải châm màu vô nghe cả nhà. Dữ dằn. Đó, tới tiên cạp nguyên cục thịt luôn nè cả nhà ơi. Quá chừng rồi. Đâu cũng nào nè. Nè, tôm nè. Ngon không Mên? Ngon hả? Quá ăn rồi. Nè, cúng ly nè. Rồi, 1, 2, 3, cúng ly. 1, 2, 3, vô. Quá vui rồi, bạn nít quá vui cả nhà ơi. Rồi, mời cả nhà ăn nha, bánh mì. Ăn ra với bột kho nè cả nhà ơi. Đây là dĩa tôm bánh đúc. Đây dĩa heo quay với lại bánh mì chiên. Bên đây bánh hỏi. Thôi đồ, đồ chai mà tưởng nó giống như gan đồ mặn luôn. Nè cục này mở nè Hằng ơi, mày gấp cục mở này cho con nha. Đây dĩa gỏi nè cả nhà ơi. Ăn bánh mì không? Mời cả nhà ăn miếng heo quay nha. Đâu quay xong mình ra đem lại. Rất là vừa ăn luôn á nhà ơi. Mời cả nhà ăn miếng gà. Gà quay. Rồi bà ngoại nó có ăn không? Gà quay ngon quá. Ăn liền chưa ai? Ăn thử miếng gỏi miếng tổ không? Gỏi hả chị? Vậy bạn này nãy giờ chưa ăn cụng ly đi. Cụng ly chung vui mệt. Đây là cụng lấy cho là mỗi 2 giờ bắt đầu. Chị lắm đó. Bánh hỏi giỏi. Nãy giờ ăn heo quay với gà quay ngon lắm cả nhà ơi. Bé Hằng ăn gì hả con? Con ăn bánh kem á hả? Ngon không con? Nói đi con, bánh kem ngon. Ngon hả? Mời cả nhà bánh kem đi con. Cô hai hả? Ăn à? Ăn gì dạ? Ăn bánh mì à? Con ngủ ba. Vô vô cả nhà ơi. Nước lẩu sôi rồi, bây giờ mình để tôm. À hải sản. Sao? Ờ dì hai nè, chọn hả chọn môn. Thấy chị nói dì hai kìa. Mượn ăn còn nguyên rồi mà mượn. Ừ. Mượn nguyên tháng nữa còn nguyên. Dìm dĩa đầu tương tưởng đâu đồ mặn không ạ. Hai dĩa nè. Dạ y ghen luôn á. Nó ăn hết rồi. Hết đâu. Lấy cái nắp để lại. Nắp cho em. Ba con kiểu này không biết nào về rồi, đi về với cô Út đi con. Rồi, nước sôi mình để rau vô. Rồi không có bây giờ hỏi ông nội bác sĩ rồi, bây giờ kêu ông cử tôm bò mà hỏi ông bây giờ cử cá ăn nước được không? Về trước. Chạy muốn chó luôn. Kiếm tài không ai chứ ta. Nhảy chết luôn á. Đây, chín rồi nghe cả nhà. Rồi chị ta chảy nước miếng. Mình ơi mấy ăn từ giờ 4 chén mà còn chảy nước miếng hoài luôn. Dạ nhìn hai thợ này đứng ăn luôn nè. Ăn đứng lên luôn. Cả nhà ngồi ăn có lại người ta. Trời ơi ăn thở ra. Mình ở nhà bàn ở nhà ăn không mà nên tự nhiên cả nhà ơi.
Đó, ba khâu đúng không? Bây giờ ta cửa cái nước vừa xôi được. Được. Chị Diễm vô ăn chung nè chị Diễm. Cảm ơn chị nhiều. Giờ này bàn cuối cùng nên ăn ăn đứng không ạ? Có đây nè các mẹ. Đây nè thôi, gì đi mình nhúng vô cái nhúng cái gái đi nè. Đó chính rồi đó. Tôi đâu có bạn nào như bạn này hết trơn. Bạn ở trong nhà ở đây tặng cho bạn miếng này là đấy. Cả nhà đây là bạn cuối cùng mấy chị em ăn không mà cả nhà. Nên ăn rất là tự nhiên. Mời cả nhà ăn lẩu. Lẩu ngon quá, hấp dẫn rồi. Anh Út đăng ly đi, anh Út đăng ly đi, vô đi này đám con. Anh Út đăng ly, mời cả nhà chung vui với gia đình anh Út. Bên đây cũng bàn của Nam cả nhà ơi, hai bên. Rồi video của Mum đến đây cũng xin kết thúc nha cả nhà. Chúc cả nhà một ngày mới thật nhiều niềm vui nha.